Chỉ số đường huyết bình thường và bản đo đường huyết trước sau ăn. Các chuyên gia y tế khuyên rằng, việc nắm được thông tin về chỉ số đường huyết sẽ giúp người bệnh tiểu đường chủ động kiểm soát sức khỏe của mình, biết đâu là chỉ số đường huyết bình thường, an toàn, đâu là mức báo động. Chỉ số đường huyết, viết tắt là GI, Glycemic Index hay còn được gọi là nồng độ glucose có trong máu đo bằng đơn vị milimol trên lít hoặc miligam trên decilit. Nồng độ glucose liên tục thay đổi và chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng ảnh hưởng đến việc tăng giảm nồng độ này. Trong máu luôn có một lượng đường nhất định tạo năng lượng cho mọi hoạt động. Nếu lượng đường thường xuyên ở mức cao sẽ dẫn tới bệnh tiểu đường, gây biến chứng đến nhiều cơ quan, đặc biệt là thận mạch máu. Chỉ số đường huyết được phân thành 4 loại. Đường huyết bất kỳ, đường huyết lúc đói, đường huyết sau ăn 1 giờ và sau ăn 2 giờ. Đường huyết được thể hiện qua chỉ số bệnh đái tháo đường HbA1c. Thông thường, khi kiểm tra chỉ số này, mọi người sẽ nhận ra sự khác biệt giữa người bình thường với người mắc tiểu đường. Đối với người bình thường, chỉ số đường huyết lúc đói được đo lần đầu vào buổi sáng lúc chưa ăn uống bất kỳ loại thực phẩm nào dưới 100mg trên decilit. Chỉ số đường huyết sau bữa ăn 2 giờ dưới 140 mg trên decilit. Đối với bệnh nhân mắc tiểu đường, chỉ số đường huyết sẽ có sự khác biệt, sẽ cao hoặc thấp hơn khi so với những người bình thường. Chỉ số đường huyết lúc đói được đo lần đầu vào buổi sáng, lúc chưa ăn hay uống bất kỳ loại thực phẩm nào, lớn hơn hoặc bằng 126 mg trên decilit. Chỉ số đường huyết sau bữa ăn 2 giờ lớn hơn hoặc bằng 140 mg trên decilit. Riêng đối với người bị hạ đường huyết, chỉ số đường huyết bé hơn 70 mg trên decilit. Đây là tình trạng nguy hiểm và cần được cấp cứu kịp thời. Sự tụt giảm đường huyết có thể khiến cho người bệnh có thể rơi vào trạng thái hôn mê, tổn thương não. Cách giúp người bệnh tiểu đường có đường huyết ổn định đó là một chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục, theo dõi đường huyết thường xuyên và một lối sống khỏe mạnh để duy trì mức đường huyết tốt. Bạn nên thường xuyên theo dõi bản chỉ số đường huyết để biết mức đường huyết thấp, cao hay mức có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn và cụ thể và cho lời khuyên chính xác nhất. Nhờ vậy, bạn sẽ không phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm của tiểu đường. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh youtube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.